Thưa quý vị, ngay sau khi Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện hàng trăm viên ma túy trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới và bắt giữ hai nhân viên công ty giặt lá bên ngoài đang hợp tác với bệnh viện, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu bệnh viện báo cáo nhanh. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin và tạo mọi điều kiện với cơ quan công an và các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật để điều tra kịp thời, xử lý nghiêm đúng người đúng tội. Như truyền hình Nhân dân đã đưa tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình và các đơn vị liên quan bắt quả tang hai đối tượng Đặng Thanh Vũ, sinh năm 1994 và Hoàng Hải Đức, sinh năm 1990, cùng trú tại thành phố Đồng Hới về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cả hai đối tượng là nhân viên của công ty Ngọc Minh Châu có trụ sở tại thành phố Hà Nội, đang có hợp đồng giặt đồ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Tại cơ quan điều tra, cả hai đối tượng khai nhận trong quá trình làm việc tại xưởng giặt đã mua ma túy tổng hợp về cất giấu để sử dụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ. Lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh vừa kiểm tra 3 điểm kinh doanh phụ kiện điện thoại di động trên địa bàn, phát hiện gần 28.000 sản phẩm hàng hóa vi phạm. Đội quản lý thị trường số 10, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp Công an thành phố đồng loạt kiểm tra 3 điểm kinh doanh phụ kiện điện thoại di động trên đường 3 tháng 2 thuộc phường 7, quận 10. Qua đó phát hiện 27.720 đơn vị sản phẩm hàng hóa không hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn hàng hóa. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 325 triệu đồng. Lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định. Theo hãng hàng không Việt Nam Airlines, gần đây nhiều hành khách phản ánh bị mất trộm đồ trong hành lý xách tay. Đã có một số vụ được tiếp viên ngăn chặn thành công. Trước thực trạng này, Việt Nam Airlines khuyến cáo các đối tượng có tiền sử trộm cắp trên máy bay sẽ bị đưa vào danh sách từ chối vận chuyển hoặc cảnh báo trên toàn hệ thống. Phi hành đoàn sẽ lập biên bản vi phạm, thu giữ tang vật và bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định pháp luật nếu phát hiện có hành vi trộm cắp trên máy bay. Tuy vậy, để tránh việc bị mất đồ trên máy bay, hành khách cần chủ động bảo quản cẩn thận tư trang cá nhân, nên sử dụng cặp, túi, vali xách tay có khóa số để hành lý nằm trong tầm quan sát. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Thanh Hóa, số lượng xe vi phạm bị tạm giữ sau các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát vừa qua đang khiến nhiều bãi xe trở nên quá tải. Đến nay, việc các phương tiện vi phạm gia tăng đang gây ra nhiều khó khăn cho việc bảo quản, bảo vệ môi trường và phòng ngừa cháy nổ. Bãi tạm giữ xe vi phạm giao thông này đang có hơn 500 chiếc xe máy. Các phương tiện ở đây dường như đã bị bỏ quên, nằm phơi nắng, dầm mưa, bụi bặm và hàn rỉ. Bên cạnh những khó khăn trong quản lý, việc tồn đọng hàng trăm xe vi phạm như thế này cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn. Chủ yếu là do mức phạt cao hơn giá trị xe, nên là nhiều chủ xe, người vi phạm bỏ xe, không đến làm thủ tục xử phạt và nhận lại xe. Trong đó có nhiều xe mô tô cũ, không rõ nguồn gốc, xe mua bán qua nhiều đời chủ, nên việc xác minh xử lý gặp nhiều khó khăn. Quá tải các phương tiện vi phạm là thực trạng chung tại nhiều bãi tạm giữ xe của lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa. Trong khi quy định thanh lý, bán phát mại xe vi phạm khá phức tạp, nhiều bất cập và vướng mắc. Đề xuất các cấp các ngành cùng vào cuộc để đẩy mạnh những cái công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhằm cho người dân, người vi phạm có nhận thức tốt hơn và thực hiện nghiêm túc hơn. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, việc tiêu hủy những phương tiện vi phạm cũ nát như thế này cũng đang gặp nhiều khó khăn, bởi một số linh kiện như ắc quy, pin, đèn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường nếu không được xử lý theo đúng phương pháp. Thưa quý vị, vừa qua một số địa phương đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, có thêm một số nội dung không đúng quy định về việc tuyển thẳng, chế độ ưu tiên như là giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh, chứng chỉ ngoại ngữ IELTS. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn theo đúng quy định tại văn bản hợp nhất số 03 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với các tỉnh đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chưa đúng quy định về tuyển thẳng, chế độ ưu tiên phải điều chỉnh, bảo đảm đúng quy định. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 20 tỉnh, thành phố trên cả nước công bố phương án tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2024. Tuy nhiên, trong số này, một số địa phương đã giảm số lượng môn thi.
Nhiều tỉnh thành trên cả nước đã quyết định giảm số môn thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2024-2025. Hưng Yên là tỉnh đầu tiên trên cả nước công bố lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 với 3 môn thay vì 5 môn như trước, gồm toán, ngữ văn và tiếng Anh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cũng vừa đưa ra 2 phương án cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập để khảo sát ý kiến của học sinh, phụ huynh, giáo viên và cán bộ quản lý. Trong đó phương án 1 là thí sinh dự thi 3 môn gồm toán, ngữ văn và tiếng Anh. Phương án 2 là thí sinh dự thi 4 môn bắt buộc gồm toán, ngữ văn và bài tổ hợp. Tương tự, Ninh Bình năm nay cũng giảm số môn thi xuống còn 3 môn gồm toán, ngữ văn và một trong các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, tiếng Anh. Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, Lào Cai cũng quyết định tổ chức thi 3 môn gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ để tuyển sinh lớp 10. Nhiều phụ huynh cho rằng nên tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025. Điều này giúp giảm áp lực đáng kể cho học sinh, tiết kiệm được ngân sách nhà nước cho công tác thi cử, cũng như tiết kiệm được chi phí học hành cho con em của phụ huynh. Đồng thời, việc thi 3 môn giúp giảm áp lực cho cán bộ, thầy cô làm công tác tổ chức kỳ thi, bao gồm coi thi, chấm thi và xét tuyển.